nhà buổi tối tràn, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, tràn ngập tình yêu thương, tràn ngập những điều hạnh phúc nha. Xin chào, xin chào, xin chào bạn Hồng Hồng Anh, xin chào bạn Vũ Minh Tiến, xin chào bạn Nguyệt Hà. Cảm ơn các bạn đã vào livestream của Lý ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta cũng thực hành cái lòng biết ơn. Thì cái hành trình phép màu 28 ngày thì hôm nay chúng ta đã đi đến cái ngày chín rồi ha cả nhà ha. Xin chào bạn Hoàng Hoàng Thiện, xin chào bạn Giang, xin chào bạn Ruby, xin chào cả nhà mình ha. Và hôm nay á, thì chúng ta cũng đã đi qua là tới ngày rồi, thì cái ngày hôm qua thì ngày kia, ngày hôm qua thì là ngày chủ nhật, Lý không có like. Thì ngày hôm kia thì mình đã đi tới cái ngày 8. Ngày 8 là gia vị. gia vị nhiệm màu. Gia vị nhiệm màu là gì? Gia vị nhiệm màu á, là muốn nhắc cho mình á, đến cái bữa ăn mình phải biết ơn cái thức ăn, cái đồ uống trong cái quá trình mình ăn. Khi mà mình cảm thấy biết ơn á, thì mình giúp cho gia tăng thêm cái hương vị của thức ăn của mình lên. Và mình biết ơn, mình cảm ơn tới cái thức ăn á, là giống như là khi mà mình ăn cơm á, thì mình nhớ đến cái người nông dân, cái người người ta trồng trọt. Giống như hồi xưa thì mình có học cái câu mà trong cái tục ngữ của Việt Nam á, là ăn quả thì nhớ kẻ trồng cây ha cả nhà. Nhưng mà thì đó cũng là cái lòng biết ơn đó cả nhà. Đó là hồi xưa thì cha ông ta cũng đã dạy là sống là mình phải có cái lòng biết ơn, và cái đó là cũng là cái truyền thống. Và hôm nay thì mình cũng thực hành cái lòng biết ơn này là trong 28 ngày đó. Thì là cái lúc mà mình ăn á, mình ăn cơm thì mình nhớ, mình nghĩ đến cái người nông dân, những cái người trồng trọt để có gạo có lúa cho mình ăn. Và mình khi mà mình ăn một cái dĩa thịt, mình nhìn thấy cái dĩa thịt thì mình cũng nghĩ đến những cái người mà người ta nuôi, người những cái người người ta chăn nuôi, người ta rồi những cái người mà người ta làm thịt trong cái quá trình người ta bán cho mình ăn. Thì nó qua nhiều cái giai đoạn thì mình phải nhớ nghĩ, mình phải biết ơn đó. Thì nó sẽ giúp cho mình là ăn được, mình cảm nhận được cái hương vị nó sẽ tăng lên. Và khi mà mình có cái lòng biết ơn á, thì nó sẽ biến những cái thức ăn đó thành những cái chất dinh dưỡng, nó nuôi cơ thể của mình, nó đi nuôi cái tế bào của mình, đúng không ạ? Còn ví dụ như mình ăn một bát canh rau thì sao? Thì mình cũng nghĩ cái người mà bỏ công sức ra, người ta trồng rau, người ta tưới tẩm, người ta phải phân bón, người ta phải tưới tẩm như thế nào đó mình mới có được cái bát canh rau mình ăn ha. Thì trong cái bữa ăn hàng ngày của mình đó, thì mình phải phải nhớ là mình phải thực hành cái lòng biết ơn trước khi ăn. Thì nó sẽ giúp cho mình ăn á, trong cái lúc mình ăn nó sẽ gia tăng được hương vị, và nó sẽ giúp cho mình á, là cung cấp cái dinh dưỡng, cái dưỡng chất đi nuôi cái tế bào của mình, giúp cho mình khỏe mạnh hơn, giúp cho mình càng ngày càng càng gặp càng tốt hơn ha. Và uống nước cũng vậy ha cả nhà. Khi trong cái lúc mà mình uống nước, mình cũng hãy biết ơn cái dòng nước, vì nước á, là giúp trong cơ thể của chúng ta là tới 70% là nước. Cho nên là khi mà chúng ta uống nước, chúng ta cũng phải cần biết ơn. Cảm ơn nước đã giúp cho tôi thanh lọc cơ thể, đã giúp cho tôi khỏe, giúp có nước để mà đi nuôi các tế bào. Vì trong cái người của chúng ta thì nước đó là rất là quan trọng. Có thể là thiếu ăn thì đỡ, không có không sao bằng thiếu nước ha cả nhà ha. Và bây giờ thì và chúng ta thì hãy nhớ là mình hãy nhớ cảm ơn trước khi các bữa ăn, hoặc là trước khi mình uống nước gì đó. Nên là chúng ta là không có phải gì, bởi vì cái thói quen bình thường chúng ta không có nhớ, không có thực hành. Thì bây giờ chúng ta muốn thực hành cái thói quen Ờ, thì chúng ta cần cần phải luyện, và cần phải rèn luyện như thế nào. Thì bây giờ chúng ta, nếu như mà chưa đó, thì bây giờ chúng ta phải lấy một cái tờ giấy đi, mình ghi ra là hãy nhớ cảm ơn trước khi ăn.
thì mình sẽ ghi ngay cái chỗ bàn ăn của gia đình mình đó. Mình ghi miếng giấy mình dán đó, để khi bắt đầu mình ngồi vào mình ăn đó, thì mình bỏ ra một ít phút mình hình dung, mình cảm nhận và mình biết ơn những cái người, những cái thức ăn đó đó, nó sẽ giúp cho mình nuôi cái cơ thể mình như thế nào, nó sẽ giúp cho mình khỏe mạnh, và mình ăn vào thì mình có cái cảm giác nó rất là ngon luôn hết cả nhà. Còn nếu như là mình mà quên, mình không có nhớ, tại vì đó trước giờ mình chưa có cái thói quen này thì mình chưa có nhớ, thì mình ghi một tờ giấy đó, mình dán ngay cái tủ lạnh trước cái giờ mình ăn đó, thì mình thường mình hay mở tủ lạnh, mình lấy này cái kia, mình nhìn lên cái tủ lạnh thì mình thấy cái miếng giấy đó thì nó nhắc nhở mình, thì mình sẽ thực hành cái lòng biết ơn để mà mình để mình chuyển hóa những cái thức ăn. Cho dù cái thức ăn bây giờ thì mình nói chung là mình không có biết là nó được dinh dưỡng bao nhiêu đâu, nhưng mà sau khi mà mình biết ơn, mình lúc nào mình cũng cảm ơn, mình biết ơn như vậy, thì cho dù mà nó không tốt nó cũng sẽ chuyển hóa thành tốt nữa, nó sẽ đưa cái dưỡng chất nó đưa đến cho mình, là nó chuyển hóa những cái chất không tốt, nó sẽ bị đào thải ra, và những cái chất dinh dưỡng đó thì nó sẽ đưa vào cơ thể của mình, nó nuôi máu, nó đi nuôi cái tế bào đó. Cho nên hả, là mình cần phải biết ơn. Mà mình bình thường thì mình chưa có thói quen đó, bây giờ thì mình làm ra ghi Trên bàn ghi giấy, dán tủ lạnh, ghi giấy để ngay nhà bếp xuống, mình chuẩn bị mình dọn cơm rồi. thấy cái hàng chữ đó là hãy cảm ơn thức ăn và nước uống trước khi mình ăn, trước khi mình dùng đó ha. Như vậy thì nó sẽ giúp cho mình tập cái thói quen, và từ từ mình sẽ quen, và mình sẽ làm gương cho con cháu mình luôn. Và cái này cái thực hành cái lòng biết ơn này á, không có phải là một ngày hai ngày hoặc là một tháng hai tháng, khi mà mình giống như là khi mà mình đã có một cái sức khỏe tốt và cái gì mình cũng thấy cảm thấy tốt hơn, cái sự tích cực nó đến với mình nhiều hơn, thì bắt đầu mình bỏ nó, mình không thực hành nữa là không có được. Hai cái nhà mình phải thực hành suốt cả đời, và đây là cái phong cách sống của mình luôn, mình phải là dạy cho con cháu mình nó ứng dụng, và đây cũng là cái bí kíp giúp cho mình là trở nên khỏe mạnh, trở nên là một cái người mà luôn luôn biết ơn, thì là cái trường năng lượng của cái lòng biết ơn nó sẽ là một cái trường năng lượng rất là đỉnh cao, nó sẽ thu hút đến với mình những cái điều may mắn, những cái điều tích cực, những cái điều tuyệt vời ở trong cái cuộc sống. Khi mà bạn mà thực hành cái lòng biết ơn này với Lý trong cái hành trình 28 ngày này thôi, nếu mà bạn thực hành đúng đủ đều thì bạn sẽ thấy là cuộc sống của bạn nó sẽ thay đổi một cách kỳ diệu luôn á cả nhà. Vì Lý đã ứng dụng rồi, rất là hiệu quả và rất là vui ha cả nhà. Đối với sức khỏe đó thì nó cũng cải thiện, vì khi mà mình mà sức khỏe mình không có là do, hoặc là cái sức khỏe của mình là nó không có tốt, không có khỏe lắm, thì là do lâu nay mình chưa có lòng biết ơn, cho nên nó hả là nó cái sức khỏe của mình nó chưa có tốt lắm. Và bây giờ thì bắt đầu mình đã biết rồi, thì bây giờ mình thực hành cái sức khỏe của mình nó sẽ tốt hơn. Còn nói về hôm nay thì là ngày chín rồi, chúng ta nói về nam châm tiền bạc, và cái câu đầu tiên trong cái ngày chín này là chỉ có lòng biết ơn mới khiến cuộc sống trở nên giàu có. Nó tác giả đã nói như vậy, tác giả lặp đi lặp lại cái câu này cũng cũng nhiều lần, chỉ có lòng biết ơn thì khiến cuộc sống trở nên giàu có, và người biết ơn thì luôn đủ đầy, kẻ phàn nàn thì luôn thiếu thốn. Đó là nguyên tắc vàng, đó là cái nguyên tắc vàng trong cuộc sống, và bất kể là trong sức khỏe, sự nghiệp, tình cảm hay tiền bạc nó đều như vậy. Cảm ơn cả nhà mình, cảm ơn cả nhà mình đã vào xem ha, cảm ơn cả nhà đã thả tim, cảm ơn các bạn đã thả tim, cảm ơn các bạn đã follow Lý ha. Và mình càng biết ơn thì mình càng sẽ có nhiều hơn, và thậm chí nếu lúc ban đầu bạn chỉ có rất ít tiền thôi thì dần dần tiền bạc của bạn nó cũng sẽ gia tăng và nó gia tăng bất ngờ luôn mà mình không biết. Có nhiều khi hả là sáng á, là mình đi ra mình móc cái một cái tiền mà mình khi mà mình đi mua đồ ăn sáng đi, mình thực hành cái này ha, cái này là cái bí quyết Lý chỉ luôn. Chị ở đây mình xem á, Like của Lý cũng chỉ cái bí quyết này luôn cho anh chị ha. Mình ứng dụng mình có hiệu quả thì mình follow Lý, mà muốn cái bí kíp gì nữa đó thì nhắn tin cho Lý sẽ chỉ cho, sẽ tặng cho cái nhà luôn. Là khi mà mình trước khi mà mình muốn mình đi mua đồ ăn sáng đó, khi mà mình móc cái trong ví của mình ra, khi mà mình móc cái tờ tiền nào đó mình ra mình trả tiền á,
thì mình nói nhỏ, mình nói trong 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 miệng, mình nói trong tâm mình đây, mình nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn cái số tiền này đi làm nhiệm vụ và quay về với tôi gấp 100 lần, gấp 1.000 lần nha. Đó là cái câu này rất là vi diệu nha cả nhà, là ha, là mình cứ ứng dụng như vậy thì cái đồng tiền mình nó sẽ luân chuyển, nó sẽ đi và nó sẽ quay về một cách nhanh chóng luôn đó nha. Ví dụ như bữa nay ha, mình đi chợ mình cầm cái tờ giấy 200 ngàn mình sử dụng mình đi, rồi mình nói như vậy, chiều nó có thể là nó quay về, mình sẽ có đơn hàng mình bán được 2 triệu, 20 triệu. Đó, đó là cái bí kíp ha. Trong cái ngày hôm nay thì nói về tiền bạc, thì nói chung á, thì nói về tiền á, thì nó cũng rất là nhiều cái bài ở trong cái hành trình phép màu này luôn, mà rất là hay luôn nha nha. Mỗi một bài á, đều có cái bí kíp của nó hết trơn cả nhà. Và cả nhà hãy đồng hành cùng với Lý ha, từ từ bắt đầu 19 và 15. À, nhưng mà ngày mai, sorry cả nhà, ngày mai Lý đi về quê không có like được ha. Và cảm ơn cả nhà đã follow Lý ha. Và nếu mà tác giả nói mà ngày mình mà càng phàn nàn về tiền bạc thì bạn sẽ càng thiếu thốn. Nhưng mà mình đâu có để ý những cái mà mình phàn nàn về tiền bạc á, mình đâu có để ý, mình đâu có biết nó là cái phàn nàn là sao. Ví dụ nha, ví dụ như là sáng nay con mình nó nói mẹ ơi con tới nhà hè đóng nên đóng tiền học cho cô, rồi cái bắt đầu mình thấy là cảm thấy không vui rồi đó. Cái gì mà mới đóng ở đây cái đóng nữa, cái mình thấy sao mình nó nhanh quá, cái mà cái bắt đầu mình nhăn đó, là mình nhai nó vậy đó. Mình nói trời ơi mới đây đóng mà. Ê, nhưng mà một tháng nó qua đi rất nhanh mà mình không để ý á. Cái bắt đầu mình đóng rồi, cái bắt đầu mình khi mà nó xin cái mình không vui nó, cái mình bắt đầu mình nhăn mình nhó nó đó. Nó là cái đó là phàn nàn đó, có là mình phàn nàn về tiền bạc đó mà mình không để ý đó. Thì những cái mà phàn nàn tiền bạc như vậy đó là nó sẽ giống như là cái cảm giác đó, là mình cảm giác thiếu thốn. Và thiếu thốn thì trong cái luật hấp dẫn thì cảm giác của mình thiếu thốn nó sẽ hút thêm cái sự thiếu thốn nữa cho mình. Vì thế á, mình phải là không bao giờ mình được nghĩ tới, giống như là bây giờ mình biết rằng là nói là trước mình cũng phải đóng, sau mình cũng phải đóng, thì mình đóng trong cái sự vui vẻ hết cả nhà ha. Mình đóng trong cái sự vui vẻ và mình hãy nghĩ là biết ơn cái khoản tiền đó. Trước khi mình cho con mình nó đóng thì mình biết ơn cái khoản tiền đó, xong rồi mình nói á, là tôi vô cùng biết ơn cái số tiền này, và số tiền này hôm nay đi làm nhiệm vụ và quay về với tôi nhân bội cho tôi gấp 100 lần, gấp 1.000 lần ha cả nhà ha. Cái đó hả, là nó sẽ giúp cho mình cái dòng tiền của mình nó đi, cái gì cũng vậy mà, giống như là cái gì nó cũng phải luân chuyển hết trong cái thế giới này. Cái gì nó cũng là giống như là nó sinh ra, nó không có phải nó sinh ra rồi mà nó mất đi, mà nó chuyển từ dạng này sang dạng khác. Thì tiền cũng vậy đó, nó chuyển từ người này sang người khác và nó luân chuyển như vậy đó. Nếu mà mình mà biết cách, nếu mà mình mà biết biết cách đó, thì nó sẽ về với mình yêu thương, mình nâng niu và mình cảm ơn nó, mình biết ơn nó, thì nó sẽ quay về với mình hả, là nhanh hơn, nhiều hơn. Đó là mấy cái bí kíp này là Lý học cũng lâu rồi đó, nên là hôm nay bây giờ sẵn lên đây mình chia sẻ, rồi mình chia sẻ bí kíp cho cả nhà mình luôn ha. Cả nhà mình nhớ ủng hộ Lý ha, và hoặc là cả nhà mình nhấn vào cái đường link bên dưới avatar của Lý thì mình tham gia vào cái nhóm học tập rèn luyện thực hành, là một ngày hả, là học quá thì học phát triển bản thân nè, học về thực hành lòng biết ơn nè, để giúp cho mình nó thu hút được những cái điều may mắn, thu hút cho mình sức khỏe nhiều tốt hơn, khỏe hơn. Còn tiền bạc cũng vậy, hút cho mình vì càng ngày càng nhiều hơn đó, mối quan hệ cũng trở nên tốt đẹp hơn. Và sau những cái ngày chính này thì là cái ngày 10 là buổi phép thuật, là cũng nói về cái sự biết ơn đối với những người bạn, giống như là nói về cái mối quan hệ nữa đó cả nhà. Và trong cái phương pháp nhiệm màu của ngày hôm nay là biến đổi những lời phàn nàn phổ biến nhất của con người về tiền bạc thành một hành động thể hiện lòng biết ơn. Hay là ví dụ như hôm nay là mình có một cái hóa đơn mình chưa có tiền mình thanh toán á, cho dù là hôm nay nha, cho dù là hôm nay cái mình nhận được cái hóa đơn tiền điện, cái đầu mình chưa có tiền thì mình nhận cái hóa đơn đó, khi nào mình có tiền thì mình đóng á. Nhưng mà mình chưa có tiền, thay vì mình cảm thấy mình bực bội, mình khó khăn, mình thấy lo lắng, mình thấy khó chịu á, thì mình hãy chuyển hóa cái cảm xúc đó đi, và mình hãy ngồi xuống, mình ghi một một
mình ghi lên cái mặt sau của cái hóa đơn đó, đó ha. Cảm ơn vì số tiền, là mình hình dung là mình đã có số tiền đó đó, là mình đóng rồi. Đó, rất là vi diệu luôn cả nhà. Và mình ứng dụng như vậy đi, mình sẽ thấy là tiền bạc nó lưu thông, nó về với mình một cách là nhiều hơn và nhanh hơn, và mình sẽ không có lo lắng khi mà mình thấy những cái hóa đơn nữa ha. Và cái điều này á sẽ mang lại cái hiệu quả gấp đôi và cải thiện về cái vấn đề tiền bạc của mình á rất là nhiều luôn. Cái vấn đề mình, nếu mà mình làm như vậy, mình thực hành như vậy đó, thì tiền bạc của mình á nó sẽ lưu thông và nó sẽ về với mình. Nó đi khi mà mình đi làm, mình mà chuyển tiền hay gì cũng vậy, trước khi mà Lý mà đi chuyển tiền đóng tiền học cho con hay gì cũng vậy, thì Lý cũng sẽ nói trong đó là số, mình biết ơn số tiền, cảm ơn tất cả số tiền ở trong cái ví của tôi, ở trong tài khoản của tôi ha. Mình nói xong rồi mình chuyển tiền thì mình nói số tiền này đi làm nhiệm vụ và quay về với tôi gấp 100 lần, gấp 1.000 lần. À, mình nói trong cái niềm vui, mình giống như là mình đã, cái số tiền nó đã quay về với mình vậy đó. Mình nói trong cái niềm vui, nó nói trong cái niềm hân hoan hết nhà ha, và mình sẽ nhận được nhiều điều bất ngờ lắm đó, rất là vi diệu luôn đó nha. Và cái sự mà phàn nàn trong tâm trí cũng như trong cái lời nói con người á, thì mình nó không có nhận thức được, thì cho nên là nhiều khi mình phàn nàn hoặc là mình có ý nghĩ tiêu cực, ghen tị hay lo lắng về tiền bạc đó, là nó sẽ là cái nguyên nhân dẫn đến cái sự nghèo khổ đó cả nhà. Cho nên là bây giờ á, thì mình bây giờ bắt đầu mình học, mình ứng dụng, thì bây giờ mình đồng đồng hành với Lý á, thì bây giờ mình ứng dụng luôn là từ nay trở đi là mình thấy bất kỳ cái khoản tiền nào về với mình cũng biết ơn, và khi mà nhận được cái hóa đơn nào cũng vậy, thì mình đều cảm thấy là vui, và mình nghĩ cái việc thanh toán đó là rất là đúng, tại vì mình đã sử dụng cái dịch vụ của người ta rồi, thì trước sau mình phải trả tiền thôi, mình phàn nàn mình cũng phải trả đúng không? Mình mà không mình mà vui vẻ thì mình cũng phải trả, vậy mình trả trong vui vẻ đi, thì tiền nó sẽ thấy là mình vui vẻ, là mình giống là mình nó nghĩ là mình yêu tiền, thì tiền nó sẽ quay về mình nhanh hơn. Còn khi mà mình mà cảm thấy mình nhằn, mình khó khăn, là mình khó chịu, mình cảm thấy mình bực bội, thì là nó tránh xa mình luôn, giống như tiền nó cũng giống như là người bạn của mình vậy đó. Khi mà mình yêu thương, mình biết ơn thì nó sẽ đến với mình, nó sẽ ở mình lâu hơn. Còn nếu mà khi mà mình mà không biết ơn, khi mà mình cảm thấy chán, thấy ghét nó, thì nó càng tránh xa mình. Nó như vậy đó cả nhà. Và đây trong đây thì tác giả cũng có nói là nếu không có đủ tiền thông thường thì bạn chẳng thể nào cảm thấy biết ơn vì các hóa đơn được, nhưng đó chính xác là điều bạn buộc phải làm để nhận được nhiều tiền hơn ha. Và để có cuộc sống đủ đầy thì bạn phải cảm thấy biết ơn mọi thứ có liên quan đến tiền bạc, và việc khó chịu vì các hóa đơn không là đó là bạn không thể hiện được cái sự biết ơn. Bạn phải làm điều ngược lại. Biết ơn, bạn phải biết ơn tất cả những hàng hóa dịch vụ mình nhận được từ những người xuất hóa đơn. Điều này rất đơn giản nhưng nó hiệu quả rất lớn về với cái vấn đề tiền bạc của mình. Bạn sẽ trở thành một thỏi nam châm thu hút tiền bạc thật sự ha. Để biết ơn một cái hóa đơn thì bạn hãy nghĩ đến những cái lợi ích bạn nhận được từ dịch vụ và sản phẩm ấy. Nếu có hóa đơn tiền thuê nhà hay tiền thế chấp, hãy cảm ơn vì bạn có một căn nhà và bạn đang sống ở trong đó. Nếu như trên thế giới này không có dịch vụ cho thuê và không có căn nhà nào để thuê thì sao? Nếu như cách nhất chỉ có một căn nhà là dồn tất cả các tiền để dành và trả toàn bộ bằng tiền mặt thì sao? Thì phần lớn chúng ta sẽ sống lang thang trên phố. Vậy nên hãy biết ơn cái dịch vụ cho thuê nhà hay là chủ nhà của bạn, bởi vì họ đã giúp bạn có được một ngôi nhà hay một căn nhà để ở. Nếu trả hóa đơn tiền ga hay điện, hãy nghĩ về hơi ấm hay luồng gió mát mà bạn đã nhận được, về vòi nước nóng và tất cả những thiết bị khác. Để sử dụng nhờ vào dịch vụ này. Cả tiền điện thoại hay internet, bạn hãy tưởng tượng mọi thứ sẽ khó khăn đến thế nào. Nếu bạn phải đi lại rất xa để nói chuyện với nhau, nếu không có dịch vụ internet thì mình phải là đi lại rất là xa mới nói chuyện được với nhau đúng không ở nhà? Cho nên là mình phải nghĩ, mình phải biết ơn những cái
cái người người ta làm nên là cái mạng, cái đường mạng, đường internet. Và khi mình trả cái hóa đơn thì mình sẽ cảm nhận được cái dịch vụ và những cái mà mình sử dụng đó. Nghĩ về những lần bạn có thể gọi điện cho người thân bạn bè, có thể gửi email hoặc là truy cập thông tin ngay lập tức qua internet nhờ vào những nhà cung cấp và dịch vụ. Tất cả dịch vụ tuyệt vời này đều có sẵn để phục vụ bạn. Vậy nên hãy biết ơn, và biết ơn rằng những công ty ấy đã tin tưởng bạn và cung cấp dịch vụ trước khi cả bạn trả tiền. Và từ khi khám phá ra sức mạnh phi thường của lòng biết ơn, tôi đã viết từ nhiệm màu cảm ơn đã thanh toán và các tất cả các hóa đơn của mình. Khi mà mình đã có cái khi mà mình đã thanh toán thì mình ghi trên đó là cảm ơn đã thanh toán. Khi mà mình chưa thanh toán được thì mình ghi là cảm ơn vì số tiền. Còn khi mà mình đã thanh toán rồi thì mình cảm ơn đã thanh toán, hai cả nhà ha. Lúc đầu khi chưa có tiền để trả hóa đơn thì tôi vẫn sử dụng sức mạnh của lòng biết ơn bằng cách viết lên cái trên cái hóa đơn cảm ơn vì số tiền đó, giống như Lý nói nãy giờ. Khi mà chưa có tiền thì mình ghi là cảm ơn vì số tiền, thì mình sẽ có số tiền để mình thanh toán cái hóa đơn đó một cách dễ dàng ha. Và sau đó khi có tiền trả thì mình sẽ viết là cảm ơn đã thanh toán. Đây là tác giả đã nhắc mình và đã có khuyên mình nên làm như vậy ha. Hôm nay bạn giống như bạn hãy làm giống như vậy, lấy các hóa đơn chưa thanh toán ra. Nếu mà hôm nay á các hóa đơn mà chưa thanh toán thì mình hãy lấy ra và mình thực thi sức mạnh của lòng biết ơn bằng cách là mình viết lên nó cái dòng chữ cảm ơn vì số tiền. Còn nếu mà bạn đã thanh toán rồi thì bạn hãy lấy lục lại tất cả các hóa đơn và bạn hãy ghi ra cái từ cảm ơn đã thanh toán ha. Nếu bạn nhận và thanh toán hóa đơn chủ yếu trên internet thì khi bạn nhận được một hóa đơn điện tử hay gửi chúng cho chính mình ở dòng viết tiêu đề bằng chữ in đậm thì bạn ghi cảm ơn vì số tiền ha. Và sau đó bạn hãy tìm 10 hóa đơn bạn đã trả trong quá khứ và viết lên mỗi hóa đơn ấy cái từ nhiệm màu cảm ơn đã thanh toán. Và khi bạn viết lên mỗi tờ hóa đơn, bạn hãy cảm thấy biết ơn nhiều nhất có thể. Cảm thấy biết ơn nhiều nhất có thể ha. Vì bạn đã có tiền để thanh toán. Đúng rồi. Vì khi mình đã thanh toán rồi thì mình cũng phải biết ơn. Biết ơn để mà luôn luôn có dư giả tiền bạc để mà thanh toán. Ha. Ha cả nhà ha. Bạn sẽ này càng đây coi tác giả nói câu này đúng quá hay quá nè. Càng có nhiều lòng biết ơn với những hóa đơn đã thanh toán thì bạn sẽ càng thu hút nhiều tiền bạc hơn đến với mình. Đó, nãy giờ Lý nói đó đi chàng ha. Đó, khi mà mình biết ơn cái số tiền mình đã thanh toán rồi, mình vẫn ghi biết ơn mà mình phải cảm nhận, mình phải biết ơn thì càng ngày nó sẽ thu hút cho mình tiền bạc nhiều hơn. Từ hôm nay trở đi, hãy biến điều này thành hành động thường xuyên. Mỗi khi thanh toán hóa đơn, hãy nghĩ nhanh về những dịch vụ mà tuyệt vời mà bạn được nhận được từ hóa đơn ấy và viết lên hóa đơn từ kỳ diệu là cảm ơn đã thanh toán. Và nếu bạn không có tiền trả, hãy dùng sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn và viết cảm ơn vì số tiền. Và bạn cảm nhận như thể bạn đã có số tiền để thanh toán hóa đơn rồi. Nè, tác giả nói câu này cũng rất là hay luôn đó. Vì mình chưa có tiền thì mình cũng phải phải viết là cảm ơn vì số tiền. Có cái số tiền đó rồi đó để mình thanh toán một cách nhanh chóng. Cảm thấy biết ơn vì số tiền bạn đã chi trả sẽ giúp cho bạn nhận lại. Đó, khi mà mình mặc dù là mình chưa có tiền nhưng mà mình ghi ra cái câu là cảm ơn vì số tiền thì mình cũng sẽ được nhận lại cái số tiền đó nhiều hơn. Đây, và cái câu cuối này tác giả: lòng biết ơn giống như một cái sợi chỉ vàng mang theo cái lực hút. Đó, cái lòng biết ơn là giống như cái sợi chỉ vàng mang theo cái lực hút ha, và nó luôn gắn liền với tiền bạc. Vì thế khi trả tiền thì tiền sẽ luôn quay về với bạn. Đó, khi mà mình trả tiền thì tiền nó luôn quay về. Nhưng mà mình nhớ cái câu phép màu nha, Lý chia sẻ nãy giờ rồi đó. Cả nhà ai mà chưa nghe, chưa biết á thì có thể nhắn tin cho Lý ha. Ai mà vô sau á thì chưa có nghe cái câu đó. Cái câu đó là cái câu phép màu để mà tiền nó quay về với mình đó, thì cả nhà hãy nhắn tin hoặc là join vào cái đường link bên dưới avatar của Lý để vào nhóm học tập, thì Lý sẽ chia sẻ nhiều cái bí kíp ở trong đó ha. Ồ, đúng là vì thế khi trả tiền thì tiền sẽ luôn quay về với bạn. Đôi khi
bằng số đã chi ra, đôi khi gấp 10, đôi khi gấp 100 lần. Sự đủ đầy mà bạn nhận lại không tùy thuộc vào số tiền mà bạn cho đi, mà tùy thuộc vào lòng biết ơn bạn cho đi. Bạn có thể biết ơn nhiều đến mức mỗi khi trả một hóa đơn trị giá 50 đô la, bạn có thể nhận lại hàng trăm đô la. Đó là tác giả nói ha cả nhà. Đây là tác giả đã nói là nếu mà mình biết ơn á, thì có thể cái số tiền mình trả đi là chỉ có 50 đô la thôi, nhưng mà khi mà mình biết ơn với cái thực hại, với cái trái tim của mình cảm nhận được, thì cái tần số nó thu hút được nhiều hơn, có thể là quay về với mình 100 đô. À, đây là trong cái cuốn phép màu này ha cả nhà. Ai chưa có cuốn này thì mình mua ha, mình mua để về mình đọc, mình nghiền ngẫm và mình thực hành, và mình có thể mà mình đọc đồng hành cùng với Lý nè, thì mình cũng mua và mình đọc mỗi tối mỗi sáng. Trên kênh của Lý cũng có gắn cái giỏ hàng cả nhà. Để có cái cuộc sống đủ đầy thì bạn phải cảm thấy biết ơn mọi thứ luôn ha. À, không có phải gì riêng gì khi mà mình trả hóa đơn mình mới biết ơn đâu cả nhà. Khi mà mình muốn cái cuộc sống đủ đầy thì mình phải cảm thấy biết ơn mọi thứ liên quan luôn. Không có phải liên nói về tiền không, mà mọi thứ liên quan về tiền. Và nhất là cái việc mà khó chịu khi cắt hóa đơn đó. Khi thấy cắt hóa đơn thì đa số là ai thấy cắt hóa đơn cũng hơi khó chịu, trước đây Lý cũng vậy. Khi mà một khi mà tiền mà vô cái tay mình á, thì mình rất là vui, rất là hạnh phúc, rất là tích cực vậy đó. Tới khi mà kêu mà đưa tiền ra một cái là thấy không có vui chút nào trơn á cả nhà. Cả nhà có ai giống vậy không? Khi mà chồng mà nhất mà chồng mà Lý mà cho tiền, đưa tiền á, thì rất là vui, rất là hạnh phúc luôn. Nhưng cắt vào, tới khi mà kêu đưa ra dù ít dù nhiều gì không có vui cả nhà. Đó là mình cũng chưa có lòng biết ơn đó. Nhưng mà khi bây giờ mình biết ơn rồi thì mình cảm thấy rất là thoải mái, rất nhẹ nhàng. Nhưng mà trước khi mình đi thì cho cái số tiền nó đi thì mình nhớ mình nói một câu đó là số tiền này đi làm nhiệm vụ nha, và sẽ quay về với tôi gấp 100 lần, gấp 1000 lần. Đó là câu này Lý đã nhắc đi nhắc lại ha, cho cả nhà mình ghi vào ha, cả nhà mình ghi vào rồi mình comment lên đi, mình comment lên trên đây thì cả nhà thì sẽ có nhiều người ta mọi người vào sau biết, các anh chị mà vào sau thì biết. Xong rồi cái mình ứng dụng cho nó hiệu quả và mình chia sẻ, mình lan tỏa ra. Nếu mà cả nhà thấy cái live stream này hay á thì là chia sẻ ra giúp Lý ha, và để cho mọi người biết. Cảm ơn cả nhà đã vào và đã follow Lý ha. Cảm ơn nước. Giúp cho tôi thanh lọc và khỏe mạnh. Giúp cho tôi tỉnh táo khi làm việc. Bạn phải làm cái điều ngược lại. Khi biết ơn những hàng hóa dịch vụ mình cần nhận được thì điều này rất là đơn giản ha. Điều này rất là đơn giản, chỉ cần mình rèn luyện, mình phải rèn luyện cái thói quen thì bạn sẽ trở thành một thổi nam châm thu hút tiền thật sự. À, thì nếu mà mình rèn luyện, mình làm đúng như nãy giờ những gì mà Lý chia sẻ đó, thì bạn sẽ trở thành một thổi nam châm thu hút tiền bạc thật sự. Để biết ơn một hóa đơn thì bạn hãy nghĩ đến những cái lợi ích, những cái dịch vụ mình đang sử dụng. Và cái sự đủ đầy á mà bạn nhận lại không phải tùy vào cái số tiền mà bạn cho đi, mà nó tùy thuộc vào cái lòng biết ơn của bạn cho đi. Cái sự đủ đầy là cái sự mà giống như là tiền bạc nó quay về với bạn, thì không có phải tùy thuộc vào cái số tiền bạn cho đi đâu, mà nó tùy thuộc vào cái sự biết ơn và cái cảm xúc biết ơn của bạn. Vì khi mình cho đi, mình nói thì mình nghĩ như vậy, nhưng mà cái cảm xúc nó mới thật. Cái cảm xúc mình nó thật thì là cái năng lượng của mình nó sẽ mới hút được nhiều. Cái năng lượng cao, cái năng lượng của cái lòng biết ơn nó rất là cao ha. Và năng lượng của lòng biết ơn, năng lượng của sự vui vẻ, năng lượng của cái sự hạnh phúc nó rất là cao, nó sẽ thu hút được những điều may mắn, những điều tích cực. Còn những cái điều không may mắn, không tích cực là nó nằm ở cái tần số thấp, nằm ở cái tần số là không vui, không hạnh phúc,
nó là nó cái tần số nó rất thấp. Hãy nhớ nha, năng lượng là ngân lượng, cái nhà có nghe câu này không? Chứ trước giờ Lý, trước Lý không biết, nhưng mà từ khi mà Lý bước qua kinh doanh online thì Lý nghe rất là nhiều luôn. Nhưng mà thật sự nha, ngày nào mà mình có mình cảm thấy năng lượng mình tràn đầy á, là tự nhiên khách hàng tự gõ cửa mua hàng của mình. Còn ngày nào mình có cái tâm trạng không có vui, tự nhiên là mình thấy thứ nhất đó là cả ngày chẳng thấy một cái khách hàng nào mà nhắn tin hay là hỏi sẵn hỏi gì mình hết trơn á, và cũng không có thấy á, là đơn hàng gì, cũng không thấy tiền về luôn đó nha. Đó là cái cảm xúc của mình, và cái cảm xúc là mình phải cảm xúc của lòng biết ơn thì nó cao, và cảm xúc của cái sự vui vẻ thì nó cao. Còn mình đừng có để cho cái cảm xúc tiêu cực của mình. Và Lý có nhiều cái video chia sẻ trên ở trong cái kênh của Lý đó, thì cách giữ cho cái năng lượng tích cực như thế nào thì mình có thể mình vào xem ha, follow Lý để vào xem những cái video của Lý ha. Và mình hãy nuôi dưỡng lòng biết ơn. Nuôi dưỡng lòng biết ơn là mình phải rèn luyện và mình phải thực hành hàng ngày. Vì mình nuôi dưỡng lòng biết ơn chính là mình nuôi dưỡng cái nguồn năng lượng tích cực đó ha cả nhà. Và mình muốn muốn tăng cường tiền bạc trong cuộc sống thì mình hãy tập trung thực thi lòng biết ơn ha. Khi mà mình muốn cái năng lượng tiền bạc của mình trong cuộc sống, thì mình muốn tăng cái tần số mà thu hút tiền của mình đó, thì mình hãy tập trung, mình phải thực thi cái lòng biết ơn nhiều hơn. Mình phải thực thi cái lòng biết ơn này mỗi ngày sáng và tối. Buổi sáng khi mà mình vừa ngủ thức dậy, mình viết 10 điều biết ơn. Và buổi tối trước khi mình đi ngủ, mình viết 10 điều biết ơn về những cái sự vật, sự việc trong cái cuộc sống của mình. Mình biết ơn những cái thứ, nói chung là những cái gì mình chạm đến mình cũng đều biết ơn hết ha cả nhà ha. Và khi bạn cho đi thì bạn, khi bạn cho đi cái lòng biết ơn thì đó là bạn đã gieo những cái hạt giống tuyệt vời. Và bạn hãy tận dụng cái thời gian để hành động, để biến ước mơ của bạn trở thành hiện thực ha. Vũ trụ luôn có đầy đủ tất cả cho chúng ta. Và cuối cùng là bài tập thực hành của ngày hôm nay là bạn hãy lập danh sách 10 điều bạn cảm thấy biết ơn. 10 điều cảm thấy biết ơn buổi sáng, viết vào tập và mình đọc lại một lần và mình cảm nhận và viết ra lý do vì sao biết ơn điều đó. Ví dụ như là tôi biết ơn vì cái gì, vì điều gì, hay là tôi biết ơn tất cả số tiền mà tôi đang có hiện nay, tôi biết ơn sức khỏe của tôi luôn cho tôi tràn đầy năng lượng, hạnh phúc, vui vẻ làm việc cả ngày ha. Ví dụ như là vậy. Và cái thứ hai là hãy lấy ra các hóa đơn chưa thanh toán, viết lên cái dòng chữ cảm ơn vì số tiền và cảm nhận cái lòng biết ơn vì mình đã, và mình hình dung là mình đã có số tiền đó để thanh toán những cái hóa đơn đó. Và cái thứ ba là tìm 10 cái hóa đơn mình đã thanh toán rồi, là 10 cái từ hóa đơn, 10 cái tờ hóa đơn mà mình đã thanh toán rồi thì mình ghi lên là cảm ơn đã thanh toán ha. Và mình cảm nhận cái lòng biết ơn vì mình đã có tiền thanh toán những cái hóa đơn ấy. Và cuối cùng là trước khi đi ngủ, bạn hãy cầm hòn đá nhiệm màu trong tay. Ở nhà mình có ai chưa có đá không ạ? Chưa có đá thì mình tìm ha. Cái này hòn đá thì cũng hòn đá như hòn sỏi gì đó cả nhà. Mình cái này mình cũng nhặt ở ngoài, mình nhặt ở đâu đó trong cái lúc mà mình làm nhà hay gì đó, mình thấy cái hòn đá dễ thương mình nhặt tới giờ, để thích tới giờ, bây giờ là trở thành cái hòn đá nhiệm màu của mình luôn đó cả nhà. Tại vì khi mà mình một cái hòn đá nó vô tri vô giác, nhưng khi mà mình truyền cái năng lượng tích cực, cái năng lượng tốt đẹp cho nó thì nó sẽ trở thành cái hòn đá nhiệm màu. Và khi mà mình sử dụng có những cái ngày mà mình không vui đó, thì mình cầm hòn đá nhiệm màu lên và mình nghĩ về những điều tốt đẹp và mình biết ơn, mình nói lời cảm ơn thôi, mình sẽ thấy cái cảm xúc của mình nó sẽ tốt lên nha. Và trước khi đi ngủ thì mình hãy cầm hòn đá nhiệm màu trong tay ha, và mình nghĩ về những cái điều mà tốt đẹp trong ngày hôm nay đã xảy ra,
và mình nói cái lời nhiệm màu là cảm ơn, cảm ơn với cái điều mà tốt đẹp đã xảy ra đó, để mình cảm nhận được những cái rung động từ cái trái tim của mình, thì nó sẽ giúp cho mình đó hả, là truyền được cái năng lượng tích cực nè, cái năng lượng yêu thương, cái năng lượng biết ơn, thì sao, thì những có cái tác giả trong đây cũng có nhắc là có cái ông đó là ổng có con trai, ổng bị bệnh thì ổng sử dụng cái hòn đá nhiệm màu này nè mà ổng cầu nguyện cho con ổng tới khi con ổng hết bệnh luôn đó nha. Đó là cái nhờ cái hòn đá nhiệm màu này nè, đó nó trở thành cái hòn đá nhiệm màu đó, là cái ông đó ổng ổng là ổng giúp cho con ổng hết bệnh nhờ cái hòn đá này thôi. Đó. Và bài mình cũng tới đây là cũng hết rồi ha cả nhà. Vậy Lý xin xuống lại đây, hẹn cả nhà vào chắc ngày thứ năm á nha. Ngày thứ năm thì sẽ Lý sẽ quay trở lại ha. Thì ngày thứ ba với ngày thứ tư là Lý sẽ về quê có việc, cho nên là hẹn cả nhà lại ngày thứ năm mình sẽ gặp nhau ha. Cả nhà nhớ follow và để Lý khi bật like thì cả nhà biết mình vào mình xem ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn.